Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin rất ít được dùng nhưng mà lại là một cái plugin rất là tuyệt vời. Thì bây giờ chúng ta hãy nghe thử xem nó làm được gì nhé. Đầu tiên mình sẽ mở cho các bạn bản thô trước. Rồi, và bây giờ chúng ta hãy mở plugin lên. Rồi thì cái plugin mình đang nói tới ở đây là Badger ha. Đầu tiên sau khi bật lên chúng ta sẽ có như thế này. Ta bật vào default. Rồi, như các bạn thấy thì bây giờ mình bấm chạy nó vẫn sẽ không có tiếng. Thấy không? Thì chúng ta vẫn không có tiếng. Thì để mà nó có tiếng á, thì các bạn phải nối từ bên này qua bên này. Và mở nó to ra một chút để dễ làm việc ha. Miễn là cái đầu from FL Studio nó kết nối được với cái đầu to FL Studio thì chúng ta sẽ có tiếng ha, ví dụ như thế này. Thì bây giờ chúng ta hãy thử thử một trong số những cái plugin. Ví dụ chúng ta hãy thử cái Footage Convolver vào đây. Cái reverb khá thông dụng ha. Khi các bạn thấy khi mà mình add vô thì nó sẽ nằm ở đây. Ví dụ mình có một cái đầu Footage Convolver ở trên này, mình có thể nối thêm một cái dây nữa ở dưới này. Các bạn thấy khi mà chúng ta bật lên thì nó sẽ hơi bị to ha, chúng ta sẽ giảm âm lượng xuống. Chúng ta có thể giảm âm lượng một sợi dây bằng cách là chúng ta hạ cái này xuống. Chúng ta có thể cho thêm một cái delay chẳng hạn. Ví dụ bây giờ mình sẽ cho một cái delay 2 cho nó. Chúng ta có thể tháo dây ra, chúng ta nhấn vào cái này, chúng ta kéo lên như thế này. Rồi các bạn thả ra thì nó sẽ tháo ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử kết nối cái này với cái này. Bạn hãy nghe thử nhé. Ta có thể tắt hết drive của này luôn cũng được. Chúng ta sẽ dùng drive, đường drive ở dưới này ha. Mình sẽ thử bật cái delay này qua chế độ ping pong, nhảy giữa tay trái và tay phải xem sao ha. Nếu mà các bạn nào đã học về điện kỹ thuật á, thì các bạn sẽ biết đây là cái kiểu mắc vừa nối tiếp vừa song song ha. Đây ví dụ bây giờ mình sẽ mắc thêm một cái nữa song song vào. Ví dụ mình sẽ chọn cái phát đít này để cho nó thêm một tí cái tiếng re chẳng hạn. Như là chúng ta phải giảm nó xuống một chút như thế này ha. Các bạn có thể thấy khi mà mình xử lý nối tiếp thì cái đầu tiên nó ra nó sẽ
âm thanh nó sẽ như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái đầu thứ hai vô. Mình có thể mình nối cái này với lại đầu bên này, mình có thể nối lên trên này hoặc là mình có thể nối qua đây ha. Nó sẽ gây ra những cái hiệu ứng rất là khác nhau, các bạn thử nghe này. Rồi bây giờ mình sẽ thử mình nối cái đầu này với lại ở trên này ha. Chúng ta có thể nối cái này thẳng với bên này cũng được, như thế này. Các bạn có thể thấy những cái cách mắt khác nhau nó tạo ra những cái hiệu ứng cực kỳ khác nhau ha. Thường á trong FL Studio á chúng ta chỉ có thể xử lý như thế này thôi. Nếu mà các bạn dùng từ slot 1 đến slot 10 như thế này này. Đây, trên cái bàn mixer một kênh insert nó chạy từ slot 1 slot 10 thì thường chúng ta chỉ có thể nối mắc nối tiếp như thế này thôi, nhưng mà trong đây thì chúng ta có thể vừa mắc nối tiếp vừa mắc song song như thế này. Đây là kiểu vừa nối tiếp vừa song song ha. Còn ví dụ nếu mà mình gỡ cái này ra mình mắc như thế này thì nó gọi là mắc song song rồi các bạn. Bây giờ ví dụ mình có thể thêm một cái delay nữa vào ha, như vậy gọi là mắc song song nè. Rồi bây giờ chúng ta thử reset lại và chúng ta thử làm cái gì đó khác hơn ha. Ví dụ mình sẽ làm cái phần phần trên của âm thanh sẽ có reverb nhưng mà phần dưới không có reverb. Đây là cách chúng ta sẽ làm như vậy ha. Đầu tiên chúng ta sẽ kiếm một cái EQ, T parametric EQ 2 chẳng hạn. Rồi chúng ta sẽ lấy hai cái ra ha. Rồi. Cái phần trên này chúng ta sẽ lấy cái này chẳng hạn, bây giờ chúng ta sẽ cắt đến các bạn nhìn ở phía trên bên trái, ví dụ như thế này chúng ta sẽ cắt đến khoảng chừng chỗ này là 800 này các bạn, 800 Hz. Rồi chúng ta hãy đổi cái đầu này sao cho nó, đây chúng ta hãy lấy cái số 1 như thế này. Rồi ở dưới này chúng ta làm y chang nhưng mà chúng ta sẽ cắt ngược lại, chúng ta hãy dùng cái này luôn ha. Rồi chúng ta sẽ để tới hồi nãy là bao nhiêu, hồi nãy là 800 đúng không? Rồi chúng ta cũng sẽ để 800 như thế này, không cần quá chính xác nha các bạn. Rồi mình sẽ để một luôn giống cái hồi nãy đây, một luôn, một chấm ở dưới này ha. Rồi như các bạn thấy ở trên thì nó đang có cái âm thanh như thế này. Rồi cái EQ phía dưới nó đang tạo cái âm thanh như thế này ha. Bây giờ thì mình có thể cho reverb riêng vào cái phần đã đi qua cái EQ phía dưới. Chúng ta sẽ chọn một cái reverb. Và cái này nó có thể lát bất kỳ loại reverb nha. Ví dụ mình có thể lát reverb ở bên phát filter vô này các bạn. Ta sẽ bật cái này lên một tí. Bật mic nhỏ lại. Rồi giờ chúng ta sẽ nối ha. Âm trầm sẽ không có reverb và âm cao sẽ có reverb các bạn nghe nè.
Đấy, các bạn có thể thấy là nó rất là khác so với lại cái việc chúng ta nối thẳng như thế này. So với cái việc chúng ta nối thẳng luôn cái reverb, mình sẽ thử nối thẳng các bạn coi nha. Ví dụ cái này mình sẽ nối thẳng này. Các bạn có thể thấy phần âm trầm nó vẫn có reverb ha, nhưng mà nếu chúng ta làm như vậy thì chỉ có phần âm cao mới có reverb thôi. Chúng ta cũng có thể làm tương tự y chang với lại cái phần âm trầm, đó chính là chúng ta chỉ cho phần âm trầm được xử lý qua một cái effect nào đó thôi. Ví dụ mình sẽ cho vào đây là một cái soft soft clipper chẳng hạn, thì các bạn thấy là nó chỉ ảnh hưởng tới phần âm trầm thôi. Chứ mình có chỉ các bạn nối hai reverb với nhau thì cái đấy nó cũng thể có thể ứng dụng trong đây ha. Ví dụ bây giờ mình sẽ cho thêm một cái RR nữa vào, chúng ta hãy chọn lại một cái preset nào đấy, ví dụ cái này chẳng hạn, bật mic nhỏ lại rồi chúng ta sẽ nối chung với lại cái này ha. Như các bạn thấy là Patcher có rất là nhiều cách để các bạn có thể sáng tạo ra được những cái effect riêng của mình bằng cách nối các effect sẵn có trong FL Studio. Hy vọng video này giúp ích cho các bạn trong quá trình làm nhạc. Hãy đăng ký và bấm nút chuông thông báo để nhận được thông báo về những video mới của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.